Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, nhiều câu hỏi được đặt ra và những thảo luận của nhiều pioneer đánh giá Bitcoin với giá trị hấp dẫn. Mời quý vị hãy tham khảo trong video này. Liệu Pi có trị giá đến 3.000 đô vào năm 2025 hay không? Pi sẽ là một loại tiền tệ quốc tế hơn trong tương lai. Giá trị 3.000 đô của Pi trong video này có thể thành hiện thực vào năm 2025 hay không? Nó có đáng giá 15 đô la vào năm 2021 sau Mainnet hay không? Nó là câu hỏi của rất nhiều thợ đào pioneer trên toàn cầu. Một người dùng cộng đồng khác chân thành đề cập: hôm nay tôi tính giá sau 5 năm, một số Pi ít nhất là 3.000 đô la Mỹ. Các nút hoạt động của Pi nhiều hơn 6 do so với Ethereum, Bitcoin và các chuỗi công khai khác nhau. Nó sẽ lớn như một nam châm khổng lồ khi nó nằm trên mạng chính. Các tài nguyên toàn cầu sẽ chạy trên blockchain của Pi. Các quý cô giàu có, chúng ta hãy cùng nhau hướng tới. Cảm ơn nhà cung cấp G. Pi dự đoán giá trên có đúng không? Chúng ta hãy chờ xem. Chỉ còn không lâu, ngày nữa là đếm ngược đến lúc lên mạng chính năm 2021. Nhóm dự án Pi liên tục làm việc ngoài giờ để mang đến cho mọi người điều bất ngờ trong dịp Giáng sinh. Đầu tiên họ nâng cấp ứng dụng Pi trong 4 ngày liên tiếp. Sau đó liên tục phát hành hạn ngạch thử nghiệm nút Pi và số lượng người dùng KYC không ngừng được tung ra. Pi sẽ cho phép sử dụng 34 ngôn ngữ. Các nhóm không phải là cốt lõi cũng có thể tham gia trung tâm sáng tạo nội dung của Pi, tức là phát hành mới nhất. Bạn cần biết, vì vậy, theo dữ liệu thử nghiệm của chúng tôi, mức độ phổ biến của Pi đang tăng nhanh vào cuối năm nay. Cả chỉ số tìm kiếm Baidu và kết quả tìm kiếm của Google đều không ngừng tăng cao. Những ai tiếp tục chú ý đến Pi đều biết rằng dự án Pi có kế hoạch gia nhập mạng chính vào quý 3 năm 2021. Hiện tại, chiều cao khối thử nghiệm của nút Pi đã vượt quá 3,7 triệu. Ngay cả đồng tiền mã hóa lớn thứ hai là Ethereum cũng chỉ có khoảng 7.000 nút, trong khi Pi có tới 60.000 nút. Tại hội thảo về cải cách và phát triển quản lý ngoại hối của Trung Quốc, Zhou Xiaochuan, Chủ tịch Học viện Tài chính Trung Quốc và cựu Thống đốc Ngân hàng Trung Quốc đã phát biểu rằng trong tương lai có thể có nhiều một loại tiền là một loại tiền tệ mạnh, dẫn đến mối quan hệ trao đổi giữa tiền tệ chính và nó. Đánh giá xu hướng trong những năm gần đây, nhiều tổ chức và nhân sự sẽ cố gắng thiết lập một loại tiền tệ có lợi hơn cho toàn cầu hóa. Zhou Xiaochuan cũng cho biết thêm, trong tương lai sẽ có xu hướng hội nhập nhiều hơn giữa nội tệ và ngoại tệ, đồng thời cũng có những sáng kiến quốc tế có thể thúc đẩy hiệu quả hơn các loại tiền tệ toàn cầu. Một trong số đó là tiền mã hóa. Đánh giá từ sách trắng của Pi, không phải Pi là tiền tệ toàn cầu trong tương lai, hiện tại Pi đã trở thành một loại tiền tệ mạnh với hơn 10 triệu người dùng tích cực trong vòng chưa đầy 2 năm, phủ sóng trên 200 quốc gia. Với sự ra mắt của Pi Wallet và mạng chính, các giao dịch chuyển khoản điểm đến điểm giữa tài khoản Pi và tài khoản sẽ thực hiện. Đồng thời, các hoạt động thương mại và lưu thông tài chính khác nhau sẽ ngay lập tức thâm nhập vào 200 quốc gia trên thế giới, điều mà các nền tảng và ngành công nghiệp Internet truyền thống sẽ không bao giờ thực hiện được. Tình hình đạt được không phải là kết quả mà Bitcoin có thể đạt được. Nhìn lại trang giấy trắng của Pi, sứ mệnh của chúng tôi, xây dựng nền tảng hợp đồng thông minh và tiền điện tử được bảo mật vận hành bởi những người hàng ngày. Sứ mệnh của chúng tôi xây dựng một nền tảng hợp đồng thông minh tiền điện tử mà người bình thường có thể sử dụng, an toàn và dễ vận hành. Tầm nhìn của chúng tôi, xây dựng thị trường ngân hàng toàn diện nhất trên thế giới được thúc đẩy bởi Pi, loại tiền điện tử được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Tầm nhìn của chúng tôi được thúc đẩy bởi Pi, tiền điện tử được sử dụng rộng rãi nhất thế giới, xây dựng thị trường P2P toàn diện nhất thế giới. Hãy nhớ một bài báo tôi đã viết, mọi thứ có thể được chiên, phân tích lý do tại sao tầng lớp cao, giàu và đẹp trai bắt đầu tham gia Pi. Bài báo đề cập những người sống trong biệt thự đang đào Pi, những người mở biệt thự đang đào Pi, ông chủ của một công ty niêm yết đang đào Pi, các giáo sư và giáo viên đại học đang đào Pi, các đại lý tạo ra sự giàu có đang đầu cơ vào bất động sản và cổ phiếu cũng đang đào Pi. Nhận xét, giá trị dự đoán trên đến từ bạn bè của Pi và không đại diện cho quan điểm của Pi Zhaoyu
và chỉ mang tính chất tham khảo. Những người bạn của Pi năm 2021 đã đến, Liên minh CPB đã khởi xướng lời chúc mừng năm mới từ những người bạn Pi ở các thành phố trên toàn cầu, và sau đó chúng tôi sẽ đưa bộ sưu tập được hiển thị trên tất cả các nền tảng truyền thông như China, PB. Tên tôi là Giang San và tôi đang ở Bắc Kinh. Chúc mừng năm mới bạn bè từ khắp nơi trên thế giới. Chúng ta hãy chờ đợi sự ra mắt của Mainnet Pi sớm. Trước khi có mạng chính, hãy cùng nhau khai thác Picoin. Số Pi miễn phí sắp kết thúc. Người ta ước tính rằng 10.000 thợ đào tiền số Pi chỉ có thể khai thác 0,1 đồng Pi sau 5 năm. Hãy nắm bắt khoảnh khắc và đừng làm những điều khiến bạn hối tiếc. Chỉ khi mất đi mới có thể tiếc nuối điều đó. Số Pi miễn phí kết thúc là sự tiếc nuối của tất cả mọi người.